anh ạ. Này, mang kẹo đây. Mày làm ăn được kiểu gì này? 5.000, mày ngồi đây hả? Em biết rồi ạ. Em ăn xong cái em đi luôn ạ. Này, bắt cơm đi. Cơm á? Này thì cơm này. Đồ này á, mày không kiếm đủ tiền á. Anh ơi. Đây có vẻ cơm của anh không à? Đúng ngay em thấy dương ngoài kia anh ạ. Đúng rồi đấy cậu ạ, đây là cơm của tớ ấy. À đúng rồi, cơm của em là chú ấy mà. Ừ, cơm cậu đây, đúng ngay từ đây dương ngoài kia, tớ phủn đấy. Ừ, thôi, chú cảm ơn cháu nha. Vừa nãy mình đi xin cũng được khá tiền. Này về, chắc anh Phương không đánh mình đâu. Anh ơi, anh làm ơn, em xin ít tiền đúng không ạ? Từ sáng giờ, em chưa được người nào. Thì này về, anh em đánh em mất ạ. Thế rồi, anh không mang đồng nào ở đây cơ. Thôi xin lỗi em nhá. Vâng ạ. Vinh này xin ở đâu mà nhiều thế nhở? Mình thì chưa đồng nào. Bây giờ mình phải lên cướp lấy. Không về anh Phương đánh mình mất. Mang đi đây bỏ. Không về anh Phương đánh tôi mất. Mang đây. Mang đây. Không về anh Phương đánh tôi mất. Mang đây. Mang đây. Bây giờ mình phải làm thế nào với các bạn? Anh Phương, em về rồi ạ.
biết chăm chỉ, ông biết chưa? Không có tiền đâu, mày không có tiền. Mày không làm mà đòi có ăn á? Đứa trẻ như thế này, mà anh nỡ nằm nào làm thế à? Đây là em thôi, tôi thích dạy như nào là việc của tôi. Em à, ông đúng là một người không có lương tâm à. Ông dám bắt một đứa trẻ con như này về kiếm tiền riêng cho ông à? Được cả thằng này nữa, chúng mày nói vô bản gì đấy hả? Hành vi của ông đã bị tôi phát hiện hết rồi. Đùa như hành vi phạm pháp à? Chúng mày nhớ cả tao đây. Em đi đâu sao nhá? Sao? Đi, đi đâu chơi sao? Đi. Anh vừa không em? Ừ, anh này cũng vừa anh ạ. Mà sao anh biết em thì anh ý bắt đi làm ô xin hả anh? À, đơn giản mà. Lúc sáng anh đang đi trên đường thì anh thấy cơm, anh đưa cơm cho em thì em ký hiệu cho anh đấy. Mà đúng rồi, cơm của em ấy ạ. Lúc kéo em đi, em đang ngoảnh đầu lại. Anh đã biết em cần sự cầu cứu nên anh đã biết hành vi của anh đấy rồi. Uầy, hôm nay em trả của anh thông minh phết nha. Em bảo là Đình à, chi đáng tử. Yeah.